quý cô chú anh chị, mến chào cả nhà thân yêu nha. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Mẫn nè. Thì hồi sáng Mẫn không có thăm vấn nha cả nhà. Giờ này thì Mẫn sẽ thăm, bây giờ cả nhà cùng Mẫn đi thăm vấn nha. Giờ này thì 3 giờ nha cả nhà. Tiên ơi. Tiên à. Đây. Quậy quá Đen ơi. Đen. Đen ơi, qua đây nè, Đen. Xuống đây nè. Nước sâu nha cả nhà. Nhưng mà trong, nước trong. Đen ơi. Ê xuống nè. Xuống đây. Lên. Đi lên, đi lên. Lại 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 lại. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Đi lên, đi lên, đi lên. Xuống lại, xuống lại, xuống lại. Xuống. Rủ là xuống à. Ôi trời ơi, ở đây cá nhiều quá. Có cua nữa nè. Có con lươn. Em muốn coi con lươn này nó bự không nha. Lươn mà đổ vô thao là. À, hai con lươn luôn. Con cua bự quá. Hôm qua xảy hết một con lươn bự rồi. Đây này. Nó đang kiếm đường chui ra. Quá trình cá rồi. Quá trời mạnh luôn. Con luôn này nó mạnh dữ dằn luôn. Con luôn này nó mạnh lắm nha cả nhà, mặc dù là nó nhỏ thiệt. Em bắn đổ đại đi. Ủa không, lỡ nó có xảy cũng không sao. Trời ơi. Dạ. Dạ không. Để con mừng con gửi ngoại á. Đây hai con, hai con rồi. Rồi xong. Để cho cá nó ở trên đây luôn. Nếu nữa cái mỏ lên bờ vẫn lấy cái cọc của con luôn. Ê, ê vô duyên quá. Đứng cái trên đó Vũ. Kéo lại chưa ta? Chưa có kéo hết nữa. Cái này là phải buộc cao lên này. Không biết nó có bị xoay không? Đi thăm cái tiếp theo với Mẫn nha cả nhà.
thoải mái quá trời luôn. Mà giờ này cũng không có nắng nữa. Đen ơi, Đen ơi, lội nước đó không Đen? Đợt này thấy lúa ổn không cô? Cỏ không kìa. Chừng nào mình mới xịt cỏ ta? Mới xịt rồi hả? Lúa canh thừa nhìn đẹp nè. Mới biết cọng nào là cỏ, cọng nào là lúa. Cái này à, em muốn dịnh cái này bông dũ, không biết cá nó có xuống dưới đây em hả? Nhảy xuống đây, xuống, xuống nha. Xuống quá chứ làm gì. Đó kìa con nó nhìn kìa. Đen ơi, chạy luôn nè. To ơi, to xuống nước không ta? Trời ơi, lại có lươn nữa rồi cả nhà. Đợt này trúng bánh mày lươn này. Hy vọng là con này sẽ vô được. Em mong móc nó xuống này. Đè nó xuống rồi cho nó vô được bổ. Trời ơi, nhưng mà nó chui lên trời. Đúng rồi. Vô rồi, vô rồi. Giờ mình đổ cá. Xong. Vậy là ba con lươn nằm tròn ủng trong gỗ luôn. Nước sâu lắm luôn nha cả nhà. Con đứng không tới luôn á. À Đen ơi, Đen ơi. Đen xuống không? Đen xuống không? Đen ơi. Đen ơi, Đen ơi. Đen xuống nè. Xuống nè, xuống nè. Dù con đang xuống, xuống này đây, đây, đi nè, đi, xuống nha đấy, nha đấy, nha đấy, nè ẵm xuống, xuống nha, xuống, xuống, xuống này, xuống nè, xuống, xuống, xuống. Xuống nè, không xuống. Xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi, lại đây nè. Ôi ơi. Đen ơi. Một, hai, ba. Nhìn con lươn đã thiệt, ba con lươn luôn.
Người ta hay nói á, chuồng chuồng bay thấp mưa ngập bờ ao, chuồng chuồng bay cao mưa đào lại tạnh. Bạn thấy chuồng chuồng này quá chừng luôn nè, như nãy nó bay cũng gần như sát mặt đất luôn nè. Chuồng chuồng bay thấp mưa ngập bờ ao, mưa à. Trời ơi, hay vậy. Hôm nay bất ngờ với cái giớn này luôn nha. Thường bữa cái giớn này là cá nhiều kinh khủng luôn. Vậy mà ngược lại, cái giớn không có lại có cá, còn cái giớn hay có cá thì lại không có cá. Khoảng 5-6 con cân thôi. Con cá chứ mấy con tép. Hy vọng là nó không có tuột xuống.
Vậy cái gì cái này dính nóc như cả nhà, với cái tre con để mẫn thả ra. Cua được 4 con nha cả nhà, vẫn được 3 con luôn nè. Con này với con này bự nè, con này nhỏ. Đây mới được 3 con luôn. Cỡ này vô luôn nè, quá trời. Nhìn đã ghê luôn á. Nhìn đã quá à. Nãy giờ im ru à, cũng mừng. Giờ bắt đầu rồi. Nói chung á là cá này cũng được một mẻ kho nha cả nhà. Mình kho xong rồi cái tép mình nấu canh á cũng được. Nếu mà cả nhà thích video này của Mẫn á, cả nhà nhớ cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hội Mẫn luôn nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nè. Ừ, các bãi trầu nhiều quá ta. Các bãi trầu cũng nhiều quá chừng luôn nè. Con cá bãi trầu nhìn đẹp ha cả nhà, nhìn đẹp quá chừng luôn.